Cách xác định các cấp báo động lũ mà ai cũng cần phải biết. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 Iagi, các tỉnh miền núi phía Bắc xảy ra mưa lớn kéo dài. Đồng thời, lũ trên các sông dâng cao khiến nhiều địa phương ngập lụt khắp nơi. Hiện nay, báo đài đã đăng tải và cập nhật liên tục cấp độ lũ. Nhưng để có thể hiểu mức độ nghiêm trọng, người dân cần nắm được thông tin sau. Theo quy định, có 3 cấp báo động lũ. Trong đó, báo động cấp 1 là khi có khả năng xảy ra lũ, được phản ánh thông qua mực nước trong sông, suối, dâng cao, bắt đầu gây ngập ở các vùng đất thấp và đe dọa các phần bờ cao. Báo động cấp 2 là khi tình trạng lũ nguy hiểm, được phản ánh thông qua mực nước trong sông, suối tiếp tục dâng cao, gây ngập lụt tại những vùng bằng phẳng, trừ những thị trấn và thành phố được bảo vệ trước sự tấn công của nước lũ. Tốc độ dòng chảy trong sông lớn gây nguy hiểm cho bờ sông và làm sói lở đê. Chân cầu có nguy cơ bị nguy hiểm do sói lở. Báo động cấp 3 là khi tình trạng lũ rất nguy hiểm, được phản ánh thông qua mực nước trong sông, suối đã dâng lên rất cao. Tất cả các vùng đất thấp đều đã bị ngập, kể cả những vùng đất thấp nằm trong thành phố. Sự an toàn của các đê bảo vệ ven sông đang bị đe dọa, bắt đầu có sự thiệt hại về cơ sở hạ tầng.